trên không ngang trời. Giờ là người từng vượt bao năm tháng quyết chiến đấu, giờ đây bầu trời mến thương. Lúc đất nước muôn bao người còn thân yêu ra đi, nuôi tiên tâm thần làm chi? Giờ thề một lòng vượt trên tự do quyết chiến thắng, nhớ lấy phút giây từ đi. Dạ, chào mình đến nha. Đây, anh em chuẩn bị hết chưa? Đây, cho anh chào. Để chụp hình đó. Dạ, chụp hình đi. Thầy chỉ vô sát vô chứ. Rồi. Dạ. Rồi, đúng rồi, đó. Thấy hình hết rồi. Đừng có ôm nhau. Nó tự chuyển thể mất con lắm. Thêm cái nữa. Rồi, đẹp rồi. Rồi. Thầy lên đi cho cái lớp chào thầy. Rồi, cái lớp nghỉ, nghiêm. Chào. Chào. Dạ, đây để bắt đầu lớp mà đi. Giờ từng là người vượt bao năm tháng đã chiến đấu, đã chiến trên không ngang trời. Giờ là người từng vượt bao năm tháng quyết chiến đấu, giờ đây bầu trời mến thương. Lúc đất nước muôn bao người còn thân yêu ra đi, nuôi tiên tâm thần làm chi? Giờ thề một lòng vượt trên tự do quyết chiến thắng, nhớ lấy phút giây từ đi. Ta là đàn chim bay trên cao soi, khi nhìn qua khói những kinh thành tan, đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh. Ta là tìm câu về trong biển tràng. Đây đó, một nước ơi, cùng quân Việt Nam vũ trên ngàn mây gió. Ôi phi công danh tiếng muôn đời, nhìn xa thì trường Việt Nam, cùng quân ra đi cánh bay dập trời. Giờ từng là người vượt bao năm tháng đã chiến đấu, đã chiến trên không ngang trời. Giờ là người từng vượt bao năm tháng quyết chiến đấu, giờ đây bầu trời mến thương. Lúc đất nước muôn bao người còn thân yêu ra đi, nuôi tiên tâm thần làm chi? Giờ thêm một lòng vượt trên đường gió quyết chiến thắng, nhớ lấy phút giây từ đi. Ta là đàn chim bay trên cao soi, khi nhìn qua khói những kinh thành tan, đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh. Ta là tình cầu bay trong biển tràng. Đây đó, quân Việt Nam vũ trên ngàn mây gió. Ôi phi công danh tiếng muôn đời, nhìn ra thị trường Việt Nam, không quân ra đi cánh bay dập trời. Xa xa sơn ngắm nhìn về khắp nơi, chim dù bay ngàn thương cũng về rồi ngày nay sống hòa nhịp đời cùng đàn kia chim. Bầy ta càng đi càng xa, quyết khi về đem lại đây chiến công ngày mai càng thêm sáng dạ. Yeah, thì kính thưa thầy Đậu, kính thưa thầy Hạnh, ký giả Nguyện Kinh Doanh cùng tất cả các anh chị em, hôm nay phải nói là cũng là một sự vinh dự của chúng tôi được đến tham dự cái buổi ra mắt một quyển
sách võ thuật của thầy Trần Như Đậu. Thì trong cộng đồng võ thuật đó, thì ai cũng biết đến thầy Trần Như Đậu đã có rất nhiều những cái cống hiến vào để mà đưa ra những cái kỹ thuật về cái vấn đề sức khỏe dưỡng sinh cũng như là võ thuật. Và thầy Trần Như Đậu cũng là một cao thủ trong cộng đồng võ thuật. Phải nói rằng chúng tôi rất là vinh dự để được đến đây và lại thấy được các anh chị đã tập luyện về cái môn cốt công tâm pháp mà do thầy Trần Như Đậu sáng lập. Phải nói rằng chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta đều thấy đó, võ thuật và chúng ta sẽ tiến tới võ đạo. Có nghĩa rằng chúng ta tập luyện để cho một thân thể cường tráng, nhưng mà cái sự tập luyện đó nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái quá trình về cái tinh thần kỷ luật, về cái sự kiên nhẫn và cái sự chịu đựng. Thì những cái sự những tinh thần kỷ luật hay là kiên nhẫn và chịu đựng đó, là những cái chìa khóa để mà giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn thử thách. Thì thưa tất cả quý ông bà và anh chị em đó, về cái sự phục vụ của chúng tôi trong hơn 2 thập niên qua đó, thì cái sự kiên nhẫn và chịu đựng là những cái yếu tố cần thiết để mà giúp cho chúng tôi vượt qua. Hôm nay chúng tôi xin phép đại diện cho Hạ viện tiểu bang California xin được ghi nhận cũng như là vinh danh những đóng góp của võ sư cũng như là vị thầy Trần Như Đậu đối với lại không chỉ riêng trong cộng đồng võ thuật mà cho tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành ghi nhận và cảm ơn những sự đóng góp cũng như là nâng đỡ của thầy Đậu trong cộng đồng võ thuật cũng như là cộng đồng Việt của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn dân bộ Chí Tạ. Dân bộ Chí Tạ cũng là một võ sư sáu đẳng. Thành ra ông rất là quan tâm đến những hoạt động võ thuật trong cộng đồng. Một lần này thật là vinh dự được dân biểu Chí Tạ tới tham dự cái buổi ra mắt sách của chúng ta. Thêm một cái điều vinh dự lớn cho môn phái có quân đồng pháp của chúng ta. Vâng, thưa, tôi là Nguyễn Kinh Doanh, võ sư Trần Như Đậu đã có muốn tôi nói mấy lời với lại anh em ngày hôm nay. Vâng, thưa, tên tôi là Nguyễn Kinh Doanh. Hôm nay tôi hết sức vui mừng và hãnh diện được võ sư trưởng môn Trần Như Đậu, môn phái cốt công tâm pháp Việt Nam dưỡng sinh, mời tôi có đôi lời với toàn thể quý vị nhân dịp ra mắt sách Qua những nẻo đường võ thuật. Đây là tập tài liệu võ sư trưởng môn và môn phái đã dày công nghiên cứu, biên soạn và hoàn tất. Cuốn sách này hình thành là do sự hợp tác của các anh chị em biên tập văn học võ thuật hợp tác với võ phái cốt công tâm pháp. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của doanh gia Nguyễn Đăng Sửu, võ sư trưởng môn Từ Võ Hạnh, võ sư Dư Minh Tuấn cùng nhiều thân hữu khắp nơi. Cảm ơn toàn thể quý vị. Kính chào quý vị. Như vậy là vậy thầy Đậu là dạy đây là coi như mỗi tuần hả thưa thầy? Dạ, từ sáng chủ nhật tới chiều thứ tư. Sáng chủ nhật chiều thứ tư. Yeah. Rồi chúc mừng thầy. Yeah. Đặc biệt lắm đó thầy. Cuối yeah. tuần là bận. Dạ. Thấy cái tin của thầy Đậu là trên cái Facebook của thầy Hạnh. Dạ. Yeah. Thì thưa quý vị, trong cuốn sách này đó, tại vì ra quá chế phải nhờ công lao của thầy Hạnh và thầy Dư Minh Tuấn.
thức đêm đánh máy. Thầy Hạnh nói thầy đánh máy, nói cái tay thầy bị chuột rút lại luôn. Và hàng đêm thầy Tuấn cũng ở nhà in để coi sóc cái việc in ấn. Nhiều cảm ơn thầy Hạnh với thầy Tuấn nhiều. Và thưa thầy Đậu cũng như là thưa tất cả quý vị ở trong cộng đồng võ thuật, thì đều biết khá rõ là thầy Từ Võ Hạnh là sư phụ của chúng tôi đã gần 2 thập niên qua. Phải nói là chúng tôi rất là biết ơn thầy Hạnh. Thầy Hạnh đã truyền dạy cho những cái kỹ thuật về chiến đấu và kỹ thuật về những cái nét đẹp của võ đạo. Thành ra hôm nay phải nói là cũng rất là vinh dự một lần nữa gặp sư phụ của chúng tôi là võ sư Từ Võ Hạnh của môn phái Bắc Phong Võ Đạo. Xin giới thiệu với tất cả các anh chị em, thì võ sư trưởng môn Hồng Gia Việt Nam là Lý Hồng Thái. Yeah. Ông là Lý Hồng Thái với tôi là anh em huynh đệ từ hồi còn Hàn Vi đi tắm sông với nhau. Trong cuốn sách này có hiệu chụp hình anh em chúng tôi ở trên một con xe lỏng tắm sông Thanh Đa với thầy dạy hay lắm. Sức quốc công á, nó giúp được các bạn khai thông tốt lắm. Thầy cứ nói. Thầy cứ nghĩ tập đó là hạnh phúc lắm. Tập cái môn này nó giúp cho quý vị hạnh thông. Thì tôi được những cái kỹ thuật để hướng dẫn cho anh chị em đó. Đầu tiên cũng nhờ thầy Lý Hồng Thái đưa lên gặp thân phụ của thầy Lý Hồng Thái là cụ Nam Hải chân nhân Nguyễn Mạnh Đức, rồi từ đó cụ mới thông nhận tôi. Những cái công lao đó là của thầy Lý Hồng Thái đó. Để tiếp xúc là cái lời của thầy thầy đây là đương kim dạy taekwondo ở không quân Thần Phong, là cái vốn của thầy là rồi tôi với thầy Đậu trò chuyện với nhau nói về cái gương lý của dưỡng sinh. Thành thử tôi giới thiệu thầy gặp với thầy đã nguyên chức của thầy đó là giám đốc của Thành Phong Thách Khánh Đồng. Để nói rõ cho quý vị, thành thử sau đây thầy có thương biệt thêm nội công, chiến công. Thành thử anh em chúng tôi vẫn quý mến nhau. Cảm ơn quý vị. Bây giờ ở bên Mỹ này đó quý vị, có một cái tổng hội, nó kêu là tổng hội võ thuật Thần Phong Không Quân Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại đó, do Grandmaster Trương Nguyên Thận làm chủ tịch đó quý vị. Nếu quý vị có dịp đó, thì ủng hộ hội Thần Phong Không Quân Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại của thầy Thuận. Cảm ơn anh chị em. Sau khi quý vị dùng điểm tâm nhẹ với chúng tôi, tôi sẽ nói thêm cho cuốn sách này, nó hơi thiếu sót một chút xíu. Tôi sẽ nói lại về cái vấn đề âm dương trong võ thuật và âm dương trong cây cảnh của non bộ, bonsai và non bộ. Quý vị có thắc mắc thì cứ hỏi. Nói cho ngay được quý vị thấy chỗ nào mà chưa đầy đủ, quý vị cứ quay, tôi sẽ cố gắng để trả lời hết cho quý vị. Thì là mà thì tất cả các anh chị em vô tập chụp chung hình với lại chụp chung bên kia như nghề của không quân ấy, về giám đốc võ đường Thần Phong Không Quân ấy, vì đập máy bay hơi nhiều, chắc là tôi bị rớt 17 lần, với bắn rớt 17 lần mà rồi mất 17 cái máy bay, quý vị. Chiếc 3 triệu là ông nhân.
có gặp sư Lý Hoàng Tùng. Thưa ông có thể cho biết ông nhận xét như thế nào về võ sư Trần Như Đậu? Thưa anh thế này, về võ sư Trần Như Đậu, ông là một võ sư kỳ cựu và ông cũng là một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Ông gia nhập với Tổng hội thì cũng đã nhiều năm rồi. Và hiện nay ông đang giữ cái chức vụ là Phó Chủ tịch của Tổng hội. Dạ. Yeah. Ông dạ, thưa Võ sư, ngày hôm nay phải nói là qua một quá trình rất là lâu dài, Võ sư Trần Như Đậu đã quyển sách về những nẻo đường võ thuật. Thưa Võ sư, ông nhận xét như thế nào về quyển sách này? Thực tế mà nói là cái quyển sách này đó thì tôi thấy nó rất là đặc biệt. Tại vì có lẽ lần đầu tiên võ sư Trần Như Đậu mới coi như nói về tiền sử đó, tôi thấy rất là tốt. Và tôi cũng mong là tất cả anh em trong môn võ đó có thể xem qua và hỗ trợ cho võ sư Trần Như Đậu. Dạ. Thấy được rồi. Nhân dịp này chúng tôi đã gặp võ sư Lý Hồng Thái. Ông có thể nói là một người bạn đồng hành kỳ cựu của võ sư Trần Như Đậu. Thưa ông có thể nhắc lại một vài cái kỷ niệm đẹp ngày xưa của ông? Dạ. Kính thưa quý vị, kính thưa các anh em võ thuật, nói riêng cho võ của thầy là thầy Đậu Nguyên xưa kia là một vị võ sư trưởng môn Taekwondo ở võ đường Thần Phong của Không Quân. Một nhân duyên tôi gặp được thầy Đậu trao đổi về võ thuật thì thấy sự hiếu học của thầy Đậu rất là cao, và chính tôi thấy phục nơi cái sự học hỏi của thầy Đậu, tôi mới giới thiệu thầy Đậu tu nghiệp nội công khí công với thầy của tôi là tên là Nam Hải Chân Nhân. Ngài là một người võ sư dạy học, dạy và luyện tập từ La Phù Sơn ở Quảng Đông thứ thời. Chúng tôi được may mắn được thầy điểm đạo về khí công và nội công và xuất cốt công. Thành thử tôi vào Việt Nam, tôi muốn giới thiệu một cái kỳ công của nội công khí công mà tàu giấu cả trăm năm, chỉ vậy thế miếng thôi. Tôi và anh Đậu đã đứng lên sau giải phóng 76, dựng lên nội công tâm pháp, khí công dưỡng sinh, và hướng dẫn cho cái anh em là hiểu được cái đạo nhân, nhân nghĩa lễ chí tín, giữ năm cái đức đó thì nước Việt Nam mình mới là vẻ vang, hiếu đạo. Thành thử cái chúng tôi cố gắng thời gian qua để đáp lại sự mong muốn của chân sư để phổ đạo cho người Việt Nam mình giữ lễ nghĩa nhân trí tín là đặc thù của nước Việt Nam. Thành thử tôi và thầy Đỗ đã trải qua hướng dẫn cho người Việt Nam. Xin cảm ơn. Thưa võ sư, ngày hôm nay qua một cái quá trình rất là lâu dài và võ sư Trần Như Đậu đã ra một cuốn sách những cái bình võ thuật, thưa ông cái cảm xúc như thế nào về cái ngày hôm nay? Tất nhiên chúng tôi là huynh đệ anh em rất là vui vẻ và sung sướng hãnh diện với đem cái công trình của mình, không tôi hoặc là thầy Đậu, quý vị nào cũng được, miễn là mình làm người một đời người phải giúp người. Cảm ơn võ sư. Hôm nay chúng tôi đã võ sư một vị võ sư mà nữ võ sư như là cộng đồng chúng ta hôm nay biết, chị có thể tự giới thiệu tên mình ạ?
Dạ thưa, chào anh, chào quý vị khán giả đang xem đài TV. Kính thưa quý vị, tôi là võ sư Thảo Ly Võ, dạ, Taekwondo. Hôm nay nhân dịp ra mắt sách Những Nẻo Đường Võ Thuật của Grandmaster Trần Như Đẩu, thì đại diện cho Tổng hội Phát triển Võ Thuật Thế Giới có anh Chủ tịch Grandmaster Lý Hoàng Tùng và các võ sư khác đều đến đây để tham dự và chung vui với lại mua sách ủng hộ giúp cho thầy. Những kỷ niệm nào mà trong cái đời võ sư của chị hôm nay? Dạ thưa anh, bởi vì mình là sanh sau đẻ muộn cho nên là tất cả là giống như là sư phụ của mình, tất cả những thầy, những răng master, các quý vị, các võ sư là có một cái chặng đường rất là dài về võ thuật. Còn mình là môn phái Taekwondo thì là sau này, tức là tất cả coi như anh em một nhà, và hôm nay đến để ủng hộ cho thầy răng master Trần Như Đẩu cốt công tâm pháp. Hôm nay qua một cái quá trình lâu dài, của sư Trần Như Đẩu đã ra cuốn sách Những Nẻo Đường Võ Thuật. Dạ. Cảm xúc gì như thế? Dạ thưa, rất vui khi mà nghe thầy nói đã hoàn thành cuốn sách này, thì tất nhiên cuốn sách này cũng không phải là tự nhiên trong một thời gian đâu, rất là dài và nghe đâu là rất nhiều năm thầy ấp ủ, và hôm nay chúc mừng cho thầy đã hoàn thành cuốn sách này, thì trong đó có công sức của rất nhiều người, rất nhiều võ sư và tất cả những cái kỷ niệm và những cái bài viết đều chắc lọc từ tất cả những năm tháng từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ, chứ không phải là đơn giản để mà ra một cuốn sách thưa anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ, thưa cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe, chúc quý vị nhiều sức khỏe. Thank you. Tôi đã gặp được võ sư Mạnh Tường, thưa ông, võ sư có thể cho biết cái kỷ niệm như võ sư với võ sư Trần Như Đẩu như thế nào? Dạ, từ tôi tham gia cái hội này từ năm cách đây 30 năm, hơn 30 năm, từ ngày đầu tiên đến giờ, thì tôi rất là kính trọng võ sư, rất là, tại vì ông là một trong người lão làng trong cái bộ môn thái cực đạo, thành tôi rất tôn trọng. Thưa võ sư Mạnh Tường, thì như ông đã thấy là một đời, cả một đời gần như là gần một đời làm võ thuật, thì võ sư Trần Như Đẩu đã ấp ủ và ngày hôm nay đã ra mắt được cuốn sách Những Nẻo Đường Võ Thuật. Dạ. Thì ông nhận xét như thế nào và cảm xúc của ông ngày hôm nay? Tôi rất là vui sướng, tức là tại vì tôi nhìn thấy trong một đời võ thuật ấy, thì cái mong ước là muốn truyền bá những cái tư tưởng, những cái khả năng, những cái kỹ thuật cho những cái thế hệ đàn em. Thành ra khi mà anh Trần Như Đẩu anh phát triển cuốn sách đó, thì đó là một cái tâm huyết của một cái người võ sư. Dạ, anh gửi lời chúc mừng võ sư Trần Như Đẩu. Dạ, cảm ơn. Gặp được võ sư Bắc Thăng Trường Võ Hạnh. Thưa ông có thể cho biết ngày hôm nay khi mà qua cái quá trình lâu dài, võ sư Trần Như Đẩu đã ra được mắt cuốn sách Qua Những Nẻo Đường Võ Thuật. Ông nhận xét như thế nào về cuốn sách này ạ? Ồ, cuốn sách này thì thầy Đẩu viết, nhưng mà tôi với thầy Dư Minh Tuấn thực hiện. Thì thầy Đẩu với chúng tôi là đã tập luyện, rèn luyện, cũng như là đã dạy dỗ hơn nửa thế kỷ rồi. Đó, từ 1960 mấy. Thì thầy Đẩu là một danh sư trước 75, một trung tá không quân, rất là tài ba. Thì cái vốn liếng võ thuật, cái kiến thức võ thuật của thầy bao la, phải nói như vậy. Và hồi trước cũng như ngay bây giờ vẫn giữ được cái tính chất của một cái người võ sĩ đạo. Đó là cái sự tôn kính, cái lòng kính trọng tôi đối với thầy Trần Như Đẩu. Và nguyên ở trong cuốn sách này, sự nghiệp về võ thuật của thầy Đẩu chưa đủ, tôi nghĩ là phải cuốn thứ gì, bởi vì ông còn rất nhiều cái công lao mà ông không viết ở trong này. Thì công lao đầu tiên là ông dẫn phái đoàn Việt Nam đi tham dự Á Văn Hội và đã lấy rất nhiều huy chương. Trong số đó có cố võ sư Phan Văn Đức đã đoạt nhiều huy chương vàng.
về môn Thái Cực Đạo. Dạ thưa ông, có thể cho biết một vài kỷ niệm đẹp của ông đối với Võ Sư Trần Duy Đậu? Đối với Võ Sư Trần Duy Đậu thì hồi trước là thầy Trần Duy Đậu đầu tiên hết là Thái Cực Đạo, nhưng về sau thầy Trần Duy Đậu qua học về Hồng Gia, và từ Hồng Gia thì thầy Trần Duy Đậu đã có những cái cuộc biểu diễn võ công rất là ấn tượng trước 75. Đó. Trong số đó thì tôi tham dự trực tiếp nhiều pha võ thuật ở trong đó. Dạ, ngày hôm nay qua một cái quá trình lâu dài, thầy Trần Duy Đậu đã ra được cuốn sách Qua Những Nẻo Đường Võ Thuật. Cái cảm xúc của ông như thế nào? Cái cuốn này tuyệt vời lắm. Do thầy Dương Minh Tuấn, là coi như là thầy Dương Minh Tuấn thực hiện gần 70% ở trong này. Thì tất cả những cái design bìa báo cũng của thầy Dương Minh Tuấn, nhưng mà theo ý thầy Đậu, cho thật sự nếu chúng tôi design thì nó hơi khác chút. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chiến trên không ngang trời, giờ đoàn người từng vượt bao năm tháng quyết chiến đấu, giữ lấy bầu trời mến thương. Lúc đất nước muôn bao người còn thân yêu ra đi, nuôi tiếng tâm thần làm chi? Giờ thêm một lòng một trên tự do quyết chiến thắng, nhớ lấy phút giây từ đi. Ta là đàn chim bay trên cao soi, khi nhìn qua khói những kinh thành tan, đôi cánh tung hoành vượt trên bầy sói. Ta là tìm câu về trong biển tràng, đây đó một nước ơi, cùng quân Việt Nam vũ trên ngàn mây gió. Việt Nam, cùng quân ra đi cánh bay rực trời. Xa xa sông năm nghìn về khắp nơi. Giờ từng đoàn người mười bao năm tháng đã chiến đấu, đã chiến trên không ngang trời. Trời mến thương, lúc đất nước muôn bao người còn thân yêu xa đi, nuôi tiếng tâm thần làm chi? Giờ thêm một lòng vượt trên đường gió quyết chiến thắng, nhớ lấy phút giây từ ly. Ta là đàn chim bay trên cao soi, khi nhìn qua coi những kinh thành tan, đôi cánh tung bay vượt trên mây xoay. Ta là tình cầu về trong biển tràng, đây đó một nước ơi, cùng quân Việt Nam vũ trên ngàn mây gió. Ôi phi công danh tiếng muôn đời, nhìn ra thị trường Việt Nam, cùng quân ra đi cánh bay dập trời. Đàn chim du hành ngàn phương cũng về để rồi ngày nay sống hòa nhịp đời cùng bàn kia chim. Bầy ta càng đi càng xa, quyết khi về đem lại đây chiến công ngày mai càng thêm sáng diễn hài.
Chúng tôi xin giới thiệu thầy Từ Võ Hạnh sẽ có một vài ý kiến về cái buổi ra mắt cái sách ngày hôm nay cho quý vị. Để xin mời thầy. Dạ, cảm ơn thầy Trần Duy Đẩu. Lời nói đầu tiên là xin chúc quý vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Và đây là cái nhân dịp lễ ra mắt cuốn sách của thầy Trần Như Đẩu thì tôi rất vui mừng. Đây là cái duyên lớn của tất cả các anh chị em với thầy Trần Như Đẩu. Hiện diện ở đây có thầy Lý Hồng Thái, thầy Dư Minh Tuấn và các thầy như thầy Mạnh Tường, thầy Tùng, thầy Kim Anh, cô Thảo Ly và thầy Tạ Đức Trí. Thì qua quá trình 60 năm rèn luyện, tập luyện và huấn luyện về võ thuật thì tôi là cái người lúc mà thầy Trần Duy Đẩu nói tôi lên để nói chuyện thì tôi ngỡ ngàng lắm, bởi vì tôi nói chuyện rất là dở. Có một cái là tôi là nhân chứng sống về những quá trình hoạt động của thầy Trần Duy Đẩu về võ thuật. Thì ngay đầu tiên hết, thầy Trần Duy Đẩu là làm giám đốc bên võ đường Thần Phong không quân và đã dẫn quân đi đánh ở A Văn Hội và được đoạt rất nhiều huy chương vàng cho Việt Nam Cộng Hòa mình. Đó là cái điều mà vinh hạnh đầu tiên hết. Điều vinh hạnh thứ nhì là thầy Trần Như Đẩu từ bên Thái Cực Đạo đã qua Hồng Gia để tập luyện. Và từ Hồng Gia thì thầy Trần Như Đẩu đã có những cái sáng kiến
cách đây mấy năm thầy Trần Duy Đẩu muốn rửa tay gác kiếm, thì tôi, thầy Dư Minh Tuấn và lúc đó có cố võ sư Phạm Gia Cổn rất ngỡ ngàng, bởi vì tôi nghĩ là thầy còn rất nhiều cái để truyền thụ mà tự nhiên ngưng thì buồn lắm. Thì bây giờ ông ngưng thì biết sao giờ, thì chúng tôi cũng viết những cái lời để cảm tạ ông trong thời gian vừa qua. Nhưng một thời gian sau, không biết do sự trăn trở như thế nào mà thầy trỗi dậy để sáng chế ra cái môn Cốt Công Tâm Pháp. Đó là cái điều vui mừng và một cái điều may mắn cho võ lâm. Nhân cái cuốn Qua Những Nẻo Đường Võ Thuật thì tôi thấy cái cuốn này chưa đầy đủ những cái công lao của thầy Trần Như Đậu đâu. Có nhiều người nói thầy Trần Như Đậu nên làm thêm một cái cuốn thứ nhì, bởi vì nó thiếu sót nhiều lắm. Thầy Như Đậu khiêm tốn, chứ không phải là trong này là nói về thầy Trần Như Đậu nhiều đâu. Còn quá ít những cái điều mà tôi biết, và những thầy như thầy Thái đã biết về thầy Trần Như Đậu. Trong giang hồ thì thầy Trần Như Đậu gần như là trước 75 không ai dám đụng hết. Và tôi năm 1969 tôi làm quản lý báo võ thuật, lúc đó mới 21 tuổi đã làm báo rồi. Bao nhiêu lần muốn phỏng vấn thầy Trần Như Đậu không được, lúc đó thầy là trung tá binh không quân, rất là khó. Đó là cái điều mà tôi nói là với các anh chị, là cái duyên với mình đối với thầy Trần Như Đậu khó lắm. Cho nên Cốt Công Tâm Pháp này các anh chị cố gắng rèn luyện và tập luyện với sự hướng dẫn của thầy Trần Như Đậu. Tôi xin dứt lời. Và trước khi dứt lời thì cũng xin chúc tất cả vui vẻ và sống hạnh phúc. Cảm ơn. Kính thưa thầy Trần Duy Đậu cũng như là các thầy cũng như là quý ông bà và anh chị em, chúng tôi là hậu bối và chúng tôi phải nói rằng chúng tôi vinh dự để được đến đây để mà có cái cơ hội cũng như là cơ duyên được tham dự cái buổi ra mắt ở Những Nẻo Đường Võ Thuật của võ sư cũng như là thầy Trần Như Đậu. Thì thầy Từ Võ Hạnh đã chia sẻ cho tất cả chúng ta, thầy Đậu đã có một cái quá trình hướng dẫn cũng như là những cái cống hiến về mặt võ thuật trước năm 1975 cũng như là sau năm 1975. Rất nhiều các võ sư tại hải ngoại rất là phải nói rằng rất là kính trọng thầy Đậu. Thì được biết rằng trong 6 năm vừa qua, thầy Đậu đã hướng dẫn cho các anh chị em về cái môn Cốt Công Tâm Pháp. Và trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng có một vài cơ hội để được tiếp xúc với một vài anh chị em. Thì được các anh chị em cho biết rằng các môn Cốt Công Tâm Pháp của thầy Trần Như Đậu đã giúp cho các anh chị em cải thiện thêm về sức khỏe. Thành ra chúng ta thấy được những cống hiến của võ sư bậc tiền bối của chúng tôi là thầy Trần Như Đậu cũng như các vị võ sư khác là một cái nguồn hứng khởi cũng như là những cái viên gạch để cho những cái người hậu bối của chúng tôi sẽ tiếp bước. Và hôm nay được biết thêm từ thầy Từ Võ Hạnh là trước năm 1975 thầy Trần Như Đậu lại là một vị trung tá, vừa là lo cho an nguy của miền Nam Việt Nam mà lại vừa là giúp cho cả một thế hệ về vấn đề võ thuật và võ đạo. Thì cái sự cống hiến, cái sự hy sinh của võ sư bậc tiền bối của chúng tôi là thầy Trần Như Đậu lúc nào cũng sẽ được cộng đồng tập thể người Việt tị nạn của chúng ta ghi nhớ, chúng ta kính mến, và cũng là một cái nguồn hứng khởi cho những thế hệ hậu bối sau này
mà đi về cái con đường võ thuật. Thì cái quan trọng ở vấn đề võ thuật là võ đạo. Khi mà chúng ta hiểu được những cái nguyên lý về võ đạo thì chúng ta sẽ hiểu được những cái kỹ thuật ở trong từng môn phái. Xin kính chúc là tất cả quý thầy, quý võ sư cũng như quý ông bà và anh chị em luôn luôn mạnh khỏe và thân tâm thường an lạc. Cảm ơn tất cả quý vị. Đức Trí, kính chào anh phó, anh chủ tịch Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới Lý Hoàng Tùng, kính chào thầy Grand Master Trần Duy Đậu, kính chào các võ sư đã có mặt trong ngày hôm nay và tất cả các anh chị trong Quốc công Tâm Pháp. Kính thưa quý vị, rất hân hạnh để đến tham dự ngày ra mắt sách Những Nẻo Đường Võ Thuật của thầy Trần Duy Đậu. Và trên cương vị là một võ sư, tôi là võ sư về Taekwondo Thảo Ly. Cũng rất hân hạnh được là em kết nghĩa của thầy Trần Duy Đậu. Xin cảm ơn thầy. Và tất cả những gì Thảo Ly muốn nói thì thầy Trang Master Từ Võ Hạnh cũng đã nói rồi, và dân biểu tại Đức Trí cũng nói rồi. Và thay mặt cho Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, Thảo Ly xin kính chúc cho tất cả các anh chị Quốc công Tâm Pháp luôn có nhiều sức khỏe. Riêng thầy Trần Duy Đậu là cái người mà soi sáng dẫn đường cho cái môn phái Quốc công Tâm Pháp ngày càng phát triển hơn, và tất cả đều bình an, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn Thảo Ly nhiều. Quý vị biết ta Thảo Ly là ngoài là một võ sư, cô còn là một thầy thuốc rất là tốt. Quý vị nào mà thấy có những người thân mà bị sốt, chân tay co quắp lại cái như vậy nữa, đi không được, quý vị thì Thảo Ly là có cái phương thuốc gia truyền, kéo ra thẳng ra như bình thường. Như là bên Westminster, quý vị biết là võ sư trong không quân với tôi hồi xưa đó, Lê Văn Chót, tiếng Anh của gì? Là chocolate đó, cũng bị sốt, và cũng nhờ Thảo Ly đã chữa trị cho Grandmaster Chót đó. Và bây giờ Grandmaster Chót vẫn huấn luyện ở bên Westminster đó quý vị. Thành như quý vị nào mà, nếu mà có những ai mà bị sốt chân tay mà đi không bình thường đó, thì quý vị sẽ giới thiệu Thảo Ly, có thể liên lạc với Thảo Ly có thể chữa khỏi, quý vị. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi đó, tại vì từ trước đến giờ đó, số của tôi đó là số lúc nào cũng cắn kề nguy hiểm đó, quý vị. Đi hồi trước năm 75 đi bay thì bị bắn rớt 17 lần, mà bị trúng đạn tất cả cũng 6-7 lần nữa, quý vị. Thành ra cái mạng cũng được trời thương, quý vị. Rồi khi mà tôi mở ra cái Quốc công Tâm Pháp đó, thì ông thầy á, huấn luyện viên trưởng Đàm Quốc Thắng nói tôi rồi, đừng có nói về quá khứ nữa. Bây giờ chú nói liền cái vụ âm dương ấy, trong võ thuật và trong võ thuật ấy. Thì nhưng mà khi tôi học có Quốc công Pháp ấy, thì ông thầy có nói là cái môn này thất truyền rồi, nếu mà con mà tôi nói tôi muốn phục hồi ấy, cô nói phục hồi lại ấy, thì sẽ bị
quỷ ma nó ám chướng rất là nhiều và có thể là rất là vất vả và nhiều cái có thể làm rất nản chí đó. Thì tôi nói với cụ là con nhất định con sẽ phục hồi lại. Và sự thật khi mà phục hồi lại đó quý vị, thì tôi gặp tai nạn liên miên rồi quý vị. Cái việc đầu tiên đó là tôi bị stroke xong rồi nhờ trời thương và cũng nhờ là luyện tập cái cốt quân tâm pháp đó, nên tôi trở lại bình thường được. Rồi sau đó đó quý vị thêm 3 lần stroke nữa, tức là 4 lần. Tại vì hồi đó bà xã tôi đó, bà ấy bị cái bệnh ung thư máu. Thành nhân ta nói sống được 1-2 tháng nữa. Thì tôi cũng đã có bị stress nhiều rồi. Nhưng mà bà ấy bị mắc thêm cái bệnh dementia đó quý vị. Tức là những cái chuyện gì hồi xưa thì nhớ rất kỹ, và bây giờ thì không nhớ gì hết. Thành ra cái lôi cái chuyện cũ ra nói 24/24 quý vị. Thành nhân tôi bị tức quý vị. Thành ra tôi bị sốt thêm 3 lần nữa, tức là tổng cộng là 4 lần sốt. Thành ra như vậy á, nhưng mà cũng nhờ có quân pháp nên thành ra cũng phục hồi được bình thường. Bây giờ cũng ngồi nói chuyện được với quý vị, vẫn dạy lớp được. Thắng, huấn luyện viên trưởng Thắng thì cứ nói tôi là thấy quá sư khứ nhiều quá. Okay. Quý vị thì bây giờ tôi trong cuốn sách này rồi quý vị, thì có tôi có nói nhiều về các cái thành quả đó, nhưng mà có một phần tôi thiếu đó, nhưng bây giờ không làm gì được hết tại vì sách đã in rồi quý vị. Thành ra tôi sẽ có để bỏ ra một phần có khoảng vài chục phút tôi sẽ nói về cái âm dương trong võ thuật và âm dương trong cây cảnh non bộ và bonsai non bộ với tiểu cảnh đó quý vị. Để quý vị nào có hứng thú về cái âm dương thì tôi sẽ xin trình bày và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nói cái đó được không Thắng? Em chỉ sợ học trò thầy đứng mỗi chân vậy. Đây có hai người mà học trò mà chuyên môn can, nói tôi đừng nói nhiều. Cũng như trong lúc đứng lớp giảng lớp hai người đó cũng luôn luôn nói tôi nói ít nói nhiều có khó ngày ta nghỉ hết đó. Thứ nhất là huấn luyện viên trưởng Đàm Quốc Thắng, người thứ hai là huấn luyện viên trưởng Linh Đa Trần. Linh Đa rồi trưởng mà ra coi nào. Linh Đa cũng hay cứ sợ là anh chị em nghe nhiều quá là chán, tại vì Linh Đa nói là bản thân của Linh Đa hồi mới tập với tôi cách đây 6 năm đó, đầu tiên cũng chán quá vì nói lý thuyết nhiều quá, nhưng về sau cô cứ tập thôi. Tôi nói là tại vì cái hồi đó tôi mới bị sốt các quý vị, tôi mở cái lớp 1 đây là hồi đó là cách đây 6 năm mấy đó quý vị, thì tôi sợ là mình bị sốt, không biết là lần thứ hai nữa là nằm luôn hay là còn nói được hay không. Thì tôi nói rất là nhiều thì anh đã một số anh chị em nản và chán. Tới bây giờ đấy, lớp 1 còn lại ấy rất là hiếm quý vị. Thì có Thanh ơi Thanh. Dạ. Anh Thanh cũng là huấn luyện viên trưởng từ lớp 1 đến giờ tôi có 7 theo tôi 7 năm rồi. Rồi tới Thắng, rồi tới 10. Rồi mấy người rồi thật bây giờ còn đã đứng ở đây, tức là đối với tôi thật là hàng hiếm đó quý vị. Anh em bỏ học, một số anh em học có bệnh học với tôi được mấy tháng thấy hết bệnh rồi nghỉ luôn. Rồi một số anh em thấy chắc là nghĩ thấy cái tật nói nhiều của tôi thì em cũng nghỉ. Thì bây giờ tôi xin quý vị có thắc mắc gì về âm dương trong võ thuật hay là trong cái cảnh á, thì quý vị nói nêu ra cái tôi sẽ trình bày thêm về âm dương trong đó quý vị. Để con khác thầy. Yeah, yeah. Để bữa nay mình dạy đi cho vui đi ha. Vậy tôi nói không sai, quý vị thấy không? Linh Đa mới chạy ra nói ghé tài thảo đi nói thảo đi can thầy đi. Chết rồi thầy nghe hết trơn. Dạ thưa, không phải tại mọi người là giữ sức khỏe cho thầy, sợ thầy mệt thôi. Dạ. Thôi giờ Thắng mang cái bảng ở đây.
Nói về võ thuật, âm dương trong võ thuật thì quý vị được các vị sư phụ đã hướng dẫn nhiều rồi. Thành ra cái đó quý vị rất là nghe rất thừa thái. Bây giờ tôi chỉ nói về cái âm dương trong bonsai và cây kiểng cho quý vị. Tôi được cái may mắn là được đi thụ huấn nhiều với các... Em xin phép rồi đấy. Được hấp thụ với những ông thầy của những nổi tiếng, rất là nổi tiếng, cả võ thuật và với bonsai non bộ nữa. Bonsai đó, tôi được ông thầy của tất cả những ông thầy của Nhật ở đây đó, là ông John Naka đó quý vị. Ông là thầy của tất cả các vị thầy Nhật ở đây đó. Ông mới được Tổng thống Mỹ lập riêng một cái viện bảo tàng ở trên Washington DC đó, nói về bonsai của ông đó. Tức là ông cái viện bảo tàng của John Naka đó quý vị. Ông nói là thầy của tất cả các vị thầy bonsai Nhật ở đây đó. Thì tôi xin thêm một chút xíu tôi nói về các cái âm dương ở trong non bộ và cái cây kiểng để quý vị có đi mua cây kiểng như vậy thì để ý một chút để đừng mua những cái cây nó không có giá trị đó quý vị. Quý vị đồng ý tôi sẽ nói có 15 phút về cái đó thôi quý vị. Dạ đồng ý. Rồi Linda sao Linda? Sao? Dạ. Thầy nói 15 phút nữa coi sao? Thấy sao? Không nói bonsai. Dạ. Tôi viết đâu thẳng. Quý vị thấy rằng quý vị không phải mua cây thầy cái này hôm nay là ra mắt sách nói về võ thuật chứ đừng nói về bonsai, đừng nói cái khác. Và tôi cũng nói thêm một chút xíu để quý vị cái bonsai đó quý vị không phải cái cây nhỏ là bonsai. Bonsai đó có công thức ấy, đàng hoàng. Tức là quý vị thấy người ta đó đứng người nếu mà trường hợp công ra đây không. Quý vị thấy người ta cũng vậy. Ta lấy thường lấy cái khuôn mặt từ dưới cằm lên đến đỉnh đầu quý vị là bao nhiêu thì cái chiều cao của người đó trung bình á mà người đúng tầm thước á thì là cái chiều cao của người đó 6 lần bằng cái mặt. Người nào 7 lần á thì sẽ là hơi cao như là thẳng nhỉ. Còn người nào mà cỡ khoảng có 5 nữa thì người đó hơi thấp. Thì bonsai đó cũng vậy quý vị. Cây bonsai đó nó cũng vậy quý vị. Thì người ta quý vị đi mua khi mua một cây bonsai đó, quý vị đo cái chiều cái rông của nó đó, đường kính của cái thân này nó sát đất là bao nhiêu. Thí dụ như là nó là 2 inch thì chiều cao của nó thì cũng là 6 lần là 12, chiều cao này là 12 inch thôi. Nếu mà cái cây nó nhỏ mà nó cái tiêu chuẩn của nó cái đường kính nó dưới 6 lần của cái này ấy, cây đó là không đúng là bonsai quý vị. Quý vị mua thầy Thái phải về đi chữa bệnh cho người ta đó quý vị thành nha. Thì cảm ơn thầy Thái thật nhiều đã tới. Thầy bỏ chữ cái mỏ vào. Rồi cái nguyên tắc các quý vị mua một cái bonsai đó mắc tiền đó thì quý vị phải đi nhớ cái tiêu chuẩn cái đường kính đường chiều cao của nó chỉ làm 6 lần cái trân này thôi. Còn cái điều quan trọng nữa là cái chậu của quý vị. Cái chậu này chiều cao của cái chậu đúng tiêu chuẩn đó, nó bằng cái đường kính này thôi, tức là hay gì thôi. Còn nếu mà cái cây như vậy mà cho ra cái chậu nó dày đó quý vị. Tức là cái đó không đạt tiêu chuẩn. Rồi làm nối cũng vậy quý vị. Rồi theo âm dương á, tức là khi đặt cái nối quý vị là làm một bên thẳng xuống tức là âm, còn bên là lại bên này là ra
thì nó sẽ là dương. Mình hiểu bố trí làm sao các cái hình thức nó nằm ở đây dài xuống như vậy. Và trong âm nó có dương có âm, trong âm cái đường này mà âm nó thẳng bằng cái vách nó thẳng như vậy đó, thì phải có cái hòn đá là kêu là huyền nham quý vị. Nó treo ra. Tức là trong cái âm này có cái dương. Và trong cái dương bên này phải có cái âm, tức là cái phải bố trí cái dòng thác. Có phải bên dương thì phải có cái dòng thác nó chảy đó quý vị, mềm mại một chút xíu nó xuống bên này. Đó là cái núi tương đối được. Còn cái người nhìn thấy bắc cái cầu á, nếu mà trường hợp người ta bắc cái cầu á, thì là hai cái bờ lồi ra này bắc cái cầu qua. Cái này đó, cái người khi thấy cái bắc cái cầu giữa hai cái mỏm đá ra lồi ra như vậy, quý vị biết ngay cái người này không hiểu gì về âm dương hết thì đừng có mua. Cái tác phẩm nó chắc chắn là khu nó về âm dương. Tại vì nguyên tắc của âm dương khi bắc cái cầu phải có nguyên tắc âm dương, tức là cái cầu, tức là cái điểm nối giữa hai điểm âm dương. Thì cái bò này nó lồi ra đó quý vị, thì cái bò bên này nó phải hóm vô cái cầu qua đây mới là đúng hợp lý. Còn nếu mà trường hợp mà cái cầu mà hai cái bò nó lồi ra hết đó quý vị, hai cái bờ nó lồi ra hết như vậy này, thì cái này nối cái này với nhau, tức là dương nối với dương cũng không đúng. Mình nhà mình làm ăn thì mua cái này, cái âm dương nó không có đúng thì nó cũng không có hên quý vị. Thì người ta mới cái này chứa bằng cách nào quý vị, hai cái điểm lồi ra nó bắt cái cầu qua cũng được. Nhưng mà khi mà cái cầu nó qua như vậy quý vị, hai cái mỏ mới ra như vậy thì phải bắt buộc hoặc là trồng một cái cây ở chỗ này, tức là một bên một đầu cầu nó lộ ra, tức là dương, cái đầu cầu nó phải khuất đi, đó là âm thì mới được. Thành ra hay là phải lấy một cục đá, cái cầu bên này có một cái cục đá nó nằm ngay đầu cầu, nó che mất cái đầu cầu đi thì nó mới đúng âm dương. Một bên lộ, một bên không có lộ. Thành ra khi quý vị đi mua một cái non bộ mà thấy nó bắt cái cầu mà không đúng âm dương cũng đừng nên mua. Quý vị thấy mấy cái bức tranh tàu á, người ta cũng mấy người họa sĩ người ta cũng hiểu lập luật âm dương lắm. Quý vị thấy luôn luôn là cái hai cái đầu cầu nó có những cái cây rất là cổ thụ, nó che mất cái đầu cầu đi và có những hòn đá nữa. Cái đó là cái luật âm dương của cái non bộ. Khi mà nói cái bắc cầu không là biết đúng ông dương không, là biết cái người đó làm cái núi có đúng hay không quý vị. Rồi cũng như là cây về âm dương bonsai cũng vậy, quý vị thấy là có một cái cành đi ra, cái này cái người làm bonsai này cũng không biết về âm dương hết quý vị. Cái cành á, nó chỉ mọc ra ở chỗ phần dương thôi, tức là cái phần nó lồi ra này thì có cái cành thì hợp lý. Còn cái bên này là phần âm là nó chủ về cái sự ấy, không bao giờ mà cái cành mà nó mọc từ phía âm nó ra hết, phía dương mới là phía tăng trưởng. Thành ra khi mà cái cây á bắt buộc cái cành bên này thì mới là đúng luật quý vị. Thì nói chút xíu như vậy để quý vị nào muốn biết thêm thì quý vị sẽ gặp riêng tôi, chúng tôi sẽ trình bày rõ thêm quý vị. Thấy nói này cũng thấy nhiều rồi quý vị. Có quý vị có ai thắc mắc gì không ạ? Thắc mắc về âm dương võ thuật á, không biết âm dương võ thuật. Âm dương võ thuật thì thẳng ra đây. anh bệnh, mời anh Dương ngồi chơi chút xíu. Thì âm dương về võ thuật thì quý vị thấy người ta đó, thì cái phần da này là phần dương, tiếp xúc với mặt trời là phần dương, phần âm là phần trong này. Bây giờ thí dụ như tôi thánh, tôi đỡ một cái thắng đỡ thì quý vị thấy hai cái phần da đen nó chạm nhau, tức là không đẩy không đi được, tức là âm là hai cái này là dương với dương này. Thì khi đẩy tới đây tôi muốn đánh vô đây không đi được, tại vì thắng đỡ không đi được. Nhưng mà tôi chuyển âm dương
tôi lật cái phần, cái phần này là dương, phần này cũng dương, dương với dương nó không biến được, thì thuận âm dương nó mới biến được. Tức là khi như vậy thì tới không được, tôi chỉ xoay đổi, đổi được cái dương kia qua âm là nó đi tốt hết rồi quý vị. Đó. Rồi hay là khi đang thắng đánh tới, tôi cầm này mới nã, thì cầm đây đẩy tới, hai phần này dương cũng không được, thì tôi sẽ xoay phần âm, đưa cái âm đi qua đây, tôi muốn gãy cái phần này. Bây giờ cái âm dương nó nằm trong đó, rồi thắng đá tới. Đó. Không bao giờ mà thọt cái tay này xuống đỡ hết. Cái dương, đây dương với dương, và cái dương của cái tay nó yếu lắm, cái xương của cái tay nó rất là yếu, xương của cái chân nó rất là mạnh. Thành ra cái tay sẽ chịu không nổi sẽ gãy. Nhưng mà trong cái phần này, cái phần yếu của cái chân này là phần dương, phần không phải phần dương này, nó rất là mạnh, phần âm ở trong này quý vị. Chọc một cái ngón tay vô thì thấy chịu không nổi rồi. Thành ra khi đã tới, thì cái đường gối chúng ta đấy, cái này đi dương phá cái âm, và cái này đạp ở đây gãy. Thì đấy là cái âm dương giống võ thật. Rồi quý vị thấy còn cái điểm thắc mắc nào không quý vị? Thôi đủ rồi. Dạ. Rồi quý vị. Dạ anh Vịnh. Anh Vịnh. Chúc mừng. Cái bài mà đầu tiên quý vị thấy là người bạn quý là anh hỏi như biết đấy, tôi tác giả là sở dĩ có cái bài viết đó là tôi bị Du Côn đánh giựt bút lúc còn đi học. Anh Đậu nhảy ra và run sợ đấy, đánh sưng mặt rồi mới mắc anh Đậu. cái cuốn này, cái chuyện là bản quý đó, là tác giả là Phạm Đức Anh, cũng là sĩ quan không quân, anh lái vận tải. Xin cảm ơn cái giảng Nguyễn Kinh Doanh đã ủng hộ cho buổi ra phát sách là 200 lần. Lúc nào cũng không có ủng hộ, có sự trang trang ủng hộ hết. Giờ thêm lòng và trên đường gió biết chưa bao, nhớ lấy phút giây từ ly. Ta là đàn chim bay trên cao son, khi nhìn qua coi thì kinh thành tan, đôi cánh tung bay ở trên mây son, ta là tình cầu bay trong đêm.
ra thị trường Việt Nam cùng quân ra đi cánh bay dập trời. Đàn chim cứ bay ngàn hương cũng về về rồi ngày nay sống hòa nhịp đời cùng làng kia chim. Bầy ta càng đi càng xa quyết đi về đem lại đây chiến công ngày mai ta.